Với quý vị và các bạn, với chiến thắng ở trận đấu đầu tiên thì anh Hoàng Đài ở đội tuyển Cao Nhân cũng thưởng nóng cho đội tuyển đến từ Cao Nhân với số tiền 1 triệu đồng. Với quý vị và các bạn, những pha ăn miếng trả miếng của cả hai câu lạc bộ trong sân đến từ Cao Nhân cũng như từ tỉnh Kỳ Sơn, thì lúc này ngoài sân cũng đang có những pha thưởng nóng cho cả hai câu lạc bộ Kỳ Sơn cũng như đội tuyển Cao Nhân. Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo tín hiệu của chúng tôi thì cũng được vinh dự và một tin vui cho đội tuyển Kỳ Sơn. Nếu như giành chiến thắng ở trận đấu thứ hai này thì một cổ động viên Nguyễn Văn Dương thông báo tôi là thưởng nóng 3 triệu đồng. Một tinh thần phải nói rằng rất hay và ủng hộ tinh thần cho cả hai đội đều đến từ Kỳ Sơn cũng như đội tuyển Cao Nhân. Chỉ cần chiến thắng ở trận đấu thứ hai thôi thì số tiền 3 triệu đồng sẽ chuyển vào đội tuyển đến từ Kỳ Sơn. Hai cây những nỗ lực thi đấu của hàng thủ trưởng, không những ba đội tuyển Cao Nhân mà cả cả các cầu viên cũng rất tin rằng và thực hiện kết quả thi đấu tốt hơn. Phải nói rằng cầu thủ trẻ Hoàng Thị Thường cũng như Hoàng Tư, Hoàng Thị Ninh đều đã thể hiện, phải nói rằng không phụ lòng, không phụ lòng những người huấn luyện, không phụ lòng những người yêu mến môn bóng chuyền và tập thể câu lạc bộ đến từ Cao Nhân, khi mà họ đã đầu tư về vật chất, đầu tư về thời gian, cũng đưa các vận động viên trẻ đi được tập huấn và giao lưu rất nhiều để có một phong độ và một lối chơi tuyệt vời đến thời điểm này. Đúng là bắt đầu thi đấu mà đội tuyển Cao Nhân phải thi đấu 2 trận liên tiếp, nhưng thể lực cũng như trình độ của các đội viên đến phía Cao Nhân cũng không có một tín hiệu gì về sản xuất. Họ vẫn thi đấu nhiệt tình và rất hăng say, tỏ ra là một tập thể rất mạnh về đối chơi, trình độ cũng như thể lực của mình. Sau khi họ phải thi đấu một trận cực kỳ căng thẳng trước các cô gái đến từ Đình Cả, Trung Mỹ, những tiếp theo năm này thì thể lực của các cô gái Cao Nhân từ tài hàng cuối cùng sẽ đến bóng ngoài sân, rất đáng tiếc cho đội tuyển Kỳ Sơn, tỷ số được san bằng 3 lần. Đúng là chỉ có những pha đánh bóng như lực như vừa rồi của Ngô Hồng Dung mới quyết thắng được Hoàng Thị Phường cũng như An Thư từ phía đội tuyển Cao Nhân. Nhìn Hoàng Thị Phường thi đấu mà chúng ta, nếu những người yêu mến môn bóng chuyền những năm vừa qua, thì đội tuyển Việt Nam cũng có một vận động viên phòng ngự rất hay, libero người An Giang. Cô đang thi đấu cho đội tuyển Bình Điền Long An, đó là Nguyễn Kim Liên, một trong những cầu thủ rất tốt. Và lúc này ở trên sân đền của ta thì cô gái Hoàng Thị Hường thi đấu cũng có động tác và tinh thần công tác thì Kim Liên bên phía đội tuyển Việt Nam của chúng ta những năm vừa qua. Chưa chiến thắng được Hoàng Thị Hường bên phía đội tuyển Cao Nhân.
rất căng thiết cho đội tuyển Kỳ Sơn. Ngay lập tức đội tuyển Kỳ Sơn có rất nhiều sự ngẫu ý, vì những ngày tinh thần và hưng phấn của các lá đến từ cao nguyên phải hóa hành rất cao. Mũi chơi đội tuyển Kỳ Sơn có sự thay đổi, thay đổi đó là vị trí số 2 với sự đảm nhiệm của cầu thủ Vũ Thị Thùy Dung. Bóng hòa thân không biết có chạm vào một cầu thủ đội tuyển cao nguyên không. Cuối cùng trọng tài xác định bóng hòa thân đáng tiếc cho mới pha đánh bóng của người dùng bên phía Kỳ Sơn với tình huống đánh bóng như vừa rồi. Bóng có kỹ thuật để bóng chụp về Kỳ Sơn khi mà Hoàng Thị Dung chạm vào một vận động viên bên phía đội tuyển Kỳ Sơn. Của Hoàng Thị Dung để số tiếp tục đều chứng ngắn xuống còn 6-7 cho tuyển Kỳ Sơn. Kỳ Sơn đã mang lại lợi thế về điểm số đến thời điểm này. Đúng là bước pha đánh bóng vừa rồi thì Hoàng Thị Phượng đã cho sẵn những nhập của ngôi sao. Cuối cùng điểm số được tuyên bố 9-6 dành cho Cao Nguyên. Trận đấu tiếp tục được diễn ra. Liên tiếp là những pha phòng ngự thủ thủ thành công của Hoàng Thị Dung bên phía đội tuyển Cao Nguyên. Khi mà đội tuyển cá nhân có mặt tại trận đấu này thì các vận động viên tất cả các câu lạc bộ chúng ta học hỏi rất nhiều sự kết hợp giữa cầu thủ số 10 và cầu thủ trẻ tạo nên một tập thể rất hay và rất mạnh đối với đội tuyển cá nhân. Điểm số tiếp tục được chứng ngắn xuống còn 7-9 cho tuyển Kỳ Sơn.
2023, vì những pha thể hiện tuyệt vời mà các cô gái đến từ Cao Nhân cũng như Kỳ Sơn thể hiện đến thời điểm này, làm cho chúng tôi, làm cho những người có mặt tại sân đền của chúng ta vào buổi tối hôm nay phải nói rằng phát tim và những pha đánh bóng của các chị làm nâng nâng cũng như những mà biểu diễn phải nói là quá tuyệt vời và đỉnh cao đến từ Kỳ Sơn cũng như Cao Nhân. Đúng là lối chơi đội tuyển Kỳ Sơn sau khi thay đổi ở vị trí của Vũ Thị Thùy Linh nên chơi ở vị trí số 2. Và thay vào đó là Bùi Thị Hồi cũng như Đức Lộc chơi ở vị trí phòng ngự. Liệu lịch sử có lặp lại không khi mà trước khi trận đấu này diễn ra? Trọng tài chính Hoàng Phú Bình cho rằng cây chỉ thai bên phía đội tuyển Kỳ Sơn đã sang sân bên phía đội tuyển Cao Nhân. Chính vì vậy mà điểm số thứ 11 dành cho đội tuyển đến từ Cao Nhân. Hoàng Thị Phượng cũng như anh Thư bên phía đội tuyển Cao Nhân. Chính vì vậy mà những pha đặt bóng của Ngô Dung đều có ý đồ. Điểm số được đại thế cân bằng.
sàng khéo léo của cầu thủ trẻ Hoàng Thuận Ninh từ phía đội tuyển Cao Nhơn. Một cầu thủ hai ca bài nhưng những tình huống của cầu thủ này phải nói là rất đẳng cấp và độ chính xác và độ quái rất cao. Thưa quý vị và các bạn, sau khi đã cho đội tuyển Cao Nhơn lên điểm số lên thứ 16 thì ngay lập tức ban lãnh đạo đội tuyển Kỳ Sơn đã xin đồng ý và thay đổi chiến thuật cũng như lối chơi của mình. Trường của mình khi mà chị về vị trí trường hai, chị kết hợp giữa Thùy Ninh cũng như Ngô Dung đều có phát huy được tác dụng. 17-13 trận đấu này rất cần những pha đánh bóng chính xác và cũng như tận dụng tối đa cơ hội của mình. Điểm số tiếp tục được nâng lên 18-13. Điểm số tiếp theo đấy, điểm số thứ 15 và cho đội tuyển Kỳ Sơn.
Lúc này điểm số đang là 19-15 dành cho đội tuyển đến từ Cao Nguyên. Thời điểm làm bài cuối của trận chung kết. Đề nghị ông Vũ Văn Biên trưởng ban của Đức Tài đang chúng ta đang cho người chuẩn bị đưa sân khấu ra để tiến hành sau khi trận đấu chung kết này kết thúc thì chúng ta làm lễ bế mạc giải bóng đá bóng chuyền năm 2023. Sau trận đấu này với sự có mặt của cả hai câu lạc bộ cũng như Cam Linh thì các vận động viên đến từ các câu lạc bộ khác học hỏi rất nhiều từ lối chơi, từ cách phòng ngự và những tôi muốn pha tấn công mà các cầu thủ tuyển Kỳ Sơn cũng như Thủ Thiêm thể hiện đến thời điểm này. Chỉ còn 2 điểm nữa mà thôi. Bây giờ đang rất cần sự cố gắng của các cầu thủ đến từ Kỳ Sơn. Kỳ Sơn có thể sát bằng về điểm số thứ 20 và có thể vượt lên.
chiến thắng. Vừa chiến thắng thuộc về chương trình năm 2023 thuộc về các cô gái đến từ Paris, chính thức từ tổ chức quyền.